Chào các bạn nhá. Hôm nay mình làm thử thách chấm tất cả với mắm tôm. Mắm tôm này mình vừa mua về ấy. Mùi kinh lắm. Mẹ mình bảo là ăn cam với cả chấm với mắm tôm mà giải cảm này. Hôm nay mình thử xem thế nào. Ôi trời ơi. Khiếp lắm các bạn ạ. Không biết là có giải cảm được không chưa. Không ngon, ghê lắm. Bây giờ mình sẽ thử với bưởi nhá. Không biết là bưởi chấm với mắm tôm như thế nào. Cái bưởi này là mình mua bưởi ngọt này. Trời ơi, nó còn ghê hơn cả cam các bạn ơi. Ôi giời, không biết là những cái món bánh kẹo với cả bim bim này mình ăn sẽ như thế nào nữa. Chảy hết cả nước mắt. Đến cái đoạn tra tấn này. Mình ăn với bánh gạo nhá. Bánh gạo trước này. Thử nhá. Thử này. Nó chỉ có vị mắm tôm thôi. Bánh gạo nó không còn cái vị gì nữa luôn á. Mặn lắm. Tiếp đến là bim bim nhá. Đấy, bim bim này này, hơi có vị cay. Sẽ thử chấm với mắm tôm xem nó thế nào nhá. Này. Ghê quá. Nó kiểu vừa ngọt ngọt, cay cay, lại mặn chát của mắm tôm lại cộng với mùi hôi nữa. Mình là thuộc dạng gọi là cũng nghiện mắm tôm đấy, nhưng mà thử thách mà ăn chấm đồ ngọt với cả mắm tôm này là chưa bao giờ luôn. Nhưng hôm nay thấy không tải được. Tiếp đến là bánh gute. Bánh này thì nó cũng đã, loại này là loại mặn. Mình thử nhá. Buồn luôn các bạn. Ăn buồn nôn các bạn ạ. Thôi cố. Thử thách khó nhằn nhất đây này. Cái quả này mới là quả khó nhằn nhất này. Trời ơi, Choco pie các bạn ạ. Bây giờ ăn với mắm tôm à. Này thử xem nhá. Nó kiểu gì ấy, ngọt không ra ngọt mà mặn không ra mặn, hôi lắm. Các bạn ơi, mình vừa làm xong thử thách chấm tất cả mọi thứ với mắm tôm rồi ấy. Thì bạn nào mà thích video của mình thì nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhá. Các bạn nhớ bật chuông thông báo để được xem video của mình sớm nhất nhá. Các bạn có thử thách gì dành cho mình thì các bạn để lại bình luận ở phần bên dưới nhá. Thử thách nào mà được nhiều team nhất thì mình sẽ làm thử thách đấy. Tạm biệt các bạn.